Ngày 6 tháng 11, ông Cao Thanh Phong ở phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, đại diện bà La Kim Sáng, siêu thị Tứ Sơn, đến tặng quà hỗ trợ cho 44 đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 3 khu cách ly trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông An Giang và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên. Tại các nơi đến, ông Cao Thanh Phong chia sẻ khó khăn với các đồng chí chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ ngày đêm tại khu cách ly trên địa bàn thành phố đồng thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch của địa phương. Dịp này, ông Cao Thanh Phong đã trao tặng tiền và 30 ấm đun siêu tốc cho các lực lượng tại ba khu cách ly tập trung của thành phố, với tổng trị giá 10 triệu 500 ngàn đồng.